Ngày đầu tiên vợ đi học, chồng tự tay đi giày ra cho cô bé, còn sắp xếp đưa đón bằng xe limo size. Ai dè xe bị mấy hòn đá chặn lại giữa đường. Nhân lúc mọi người không để ý, Mini đánh thuốc Medita, mang cô bé đến một nhà kho bỏ hoang. Sau đó đổ khí độc vào trong thùng nước lớn. Vào lúc này, Ruder ở nhà nhận được một lá thư nhắc nhở bí ẩn. Sau khi vội vã đến nhà kho, đặt Dita vào trong thùng rồi lăn ra ngoài. Mọi người trong gia đình đến kịp thời và đưa Dita về nhà. Còn thi thể của Ruder cũng bị hạ nhân mang ra ngoài. Đúng lúc Mini đang tự mãn, thì Ruder thật đột nhiên xuất hiện. Mọi người ngơ ngác, lật ngửa Ruder đang nằm trên mặt đất. Ai dè anh ta là Ra-san, người hầu của Ruder. Hóa ra sau khi Ra-san biết Ruder gặp nguy hiểm, anh ta đã đến nhà kho và đẩy Ruder ra ngoài. Bản thân cố gắng đẩy Dita ra ngoài. Ruder khóc thảm thiết, đưa Mini đến chỗ cảnh sát, buộc cô ta tội cố ý giết người. Mini bị nhốt trong đồn cảnh sát. Ruder và những người khác đưa thi thể Ra-san về nhà. Kieran không thể tin rằng chồng mình đã qua đời. Cô ấy hỏi Ruder rằng đã xảy ra chuyện gì. Ruder buộc phải nói ra chuyện Ra-san hy sinh để cứu mình. Người nhà thấy Kieran kích động nên đã kéo cô về phòng. Tuy nhiên, mẹ chồng lại trút hết sức tức giận của mình lên Kieran. Bà ta dội nước nóng lên đầu Kieran, mắng cô ấy khắc chết chồng mình, còn yêu cầu Kieran bồi táng cùng Ra-san. Ở Ấn Độ, sau khi chồng qua đời, nếu người vợ không có con thì gia đình chồng có thể yêu cầu bồi táng. Gia đình Kieran không còn lời nào để nói, chỉ có thể sửa soạn cho Kieran trông giống như cô dâu, chôn cất cùng Ra-san. Nào ngờ khi mọi người vén tấm vải trắng lên, bên trong lại không có thi thể của Ra-san. Hóa ra trước khi chôn cất, Ruder và Dita đã lẻn vào nhà Ra-san. Dita trốn trên mái nhà ném vỡ đèn, trộm thi thể của Ra-san cùng Ruder. Cả hai lặng lẽ hỏa táng thi thể của Ra-san. Như vậy, Kieran sẽ được giải thoát khỏi số phận bồi táng bi thảm. Sau khi hỏa táng xong, hai người đến nhà Ra-san nói rõ mọi chuyện. Không ngờ Kieran lấy oán báo ân, tức giận hỏi tại sao Ruder lại tước đoạt quyền được ở bên chồng của cô. Ruder nói rằng anh đã hứa với Ra-san sẽ chăm sóc Kieran thật tốt, nhưng mẹ chồng Kieran lại muốn đuổi cô ra ngoài. Dita không đành lòng nhìn Kieran chịu tủi thân, nói rằng muốn đưa cô ấy về nhà họ Lu. Ruder không chỉ đồng ý với ý kiến này, mà còn nói rằng Kieran sẽ được đối đãi giống như Dita khi đến nhà họ Lu. Người cô hám tiền đứng bên cạnh nghe vậy vui ra mặt, vội vàng đến gần lặng lẽ khuyên con gái. Vinh hoa phú quý đang ở trước mắt, con đừng có ngớ ngẩn nữa. Kieran nhớ đến những lần mình bị ngược đãi ở nhà chồng, nên đã đồng ý khi cả hai đưa Kieran về nhà họ Lu. Chú Lu rất tức giận, sao lại có thể đưa một quá phụ về nhà này sống. Nhưng Ruder nói rằng mình nợ Kieran một mạng, nhất định phải báo đáp ân tình này. Chú Lu không biết nói gì, chỉ đành đồng ý. Chú cảnh cáo Kieran phải biết thân biết phận, đừng làm những điều vượt quá giới hạn trong nhà họ Lu. Dita đưa Kieran vào trong bếp, giao tất cả chìa khóa nhà mình cầm cho Kieran. Dita nhỏ bé chỉ có thể nghĩ ra cách này, để Kieran có cảm giác mình là một phần của nhà họ Lu. Nhưng Kieran nhìn thấy tất cả sự giàu sang phú quý ở nhà họ Lu, dần dần nảy sinh lòng tham. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Ruder nhắc nhở Dita phải tập trung học hành. Ai dè chú Lu mang theo bộ đồ trang sức bằng vàng bước vào, nói ngày mai là ngày cúng tổ tiên của gia tộc, Dita là con dâu nên phải tham dự. Ruder lại lấy lý do Dita phải đi học để từ chối. Nhìn hai người tranh chấp không ngừng, Dita nói, được rồi, ngày mai con sẽ tham gia lễ cúng tổ tiên, đồng thời cũng chăm chỉ học tập. Chú Lu rất vui mừng, chế giễu Ruder, xem vợ cháu hiểu chuyện chưa kìa, học tập cháu ấy đi. Hôm sau, cả hai mặc trang phục đôi tham gia lễ cúng tổ tiên. Ruder đi du học ở nước ngoài nhiều năm, không biết gì về những nghi lễ này, bèn học theo Dita. Ruder thấy Dita bôi chu sa lên trán, anh định làm theo nhưng bị ngăn lại. Dita nói với Ruder, chỉ có vợ mới được làm như vậy, còn đàn ông thì không được. Ruder sắp cười phát điên trước Dita tinh nhanh. Ai dè hai người gặp một cô gái bí ẩn tại chùa. Cô bé tự nhận mình là mẹ Ruder chuyển thế. Ta là mẹ con. Ruder nhìn ảnh của mẹ, hai người giống nhau như đúc. Cô bé nói mình chuyển thế đến đây. Lúc này, bố Lu không nhịn được. Tôi không cho phép bất cứ ai lấy vợ tôi ra làm trò đùa. Cô gái bình tĩnh, nói rằng 10 năm trước, vào ngày mình qua đời, vẫn đang cầu nguyện cho con, cũng vì lời cầu nguyện chưa hoàn thành, bà chưa nhắm mắt xuôi tay nên mới chuyển thế tìm bọn họ. Vừa nói xong, chú Lu và bố Lu lập tức ngạc nhiên. Tại sao cô bé lại biết được chuyện bí ẩn như vậy? Ruder thấy người nhà dao động, vội vàng nói, có lẽ cô bé thăm dò được ở đâu đó chuyện trong nhà mình, cố làm ra vẻ huyền bí. Các thành viên gia đình về nhà trong tâm trạng phức tạp, còn sự thật là bố của Ra-san cho rằng Ruder gây nên cái chết của con trai mình. Để trả thù, ông ta đã bắt cóc bố bé, làm quản gia ở nhà họ Lu mấy chục năm nay. Chuyện nhà họ Lu, bố San nắm rõ như lòng bàn tay. Chính ông ta đã nói cho cô gái nghe tất cả mọi chuyện của mẹ Lu lúc sinh thời. Mục đích là để cô bé vào nhà họ Lu và giết Ruder, báo thù cho con trai mình. Ai dè sáng sớm hôm sau, chú Lu đã đưa cô bé về nhà, là một tín đồ sùng đạo. Chú Lu chấp nhận tin rằng cô gái là mẹ Lu chuyển thế, còn Ruder cho rằng điều này không có thật. Để xác thực danh tính của cô gái, chú Lu đưa chìa khóa nhà cho cô gái, vì chỉ có chú Lu và mẹ Lu biết chìa khóa mở két sắt trong nhà. Nào ngờ cô gái nhanh chóng mở được két sắt, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng không biết rằng, bố San nhân lúc mọi người không để ý,
đã lén đánh dấu trên chìa khóa đúng, nên cô gái mới vượt qua kiểm tra thành công. Chuyện này làm chú Lu rất vui, ngỏ ý muốn giữ cô gái lại trong nhà. Ruder cho rằng đây là một âm mưu lớn nhắm vào gia đình mình. Anh căn dặn Dita theo sát cô gái. Dita vào bếp, muốn bắt chuyện cùng cô gái. Cô gái bối rối, tìm cớ đuổi Dita ra ngoài. Sau đó hạ độc vào bữa ăn của Ruder. Dùng thân phận người mẹ, yêu cầu Ruder ăn hết. Dưới sức ép của chú Lu, Ruder đành phải ăn hết. Đêm hôm ấy, khi Ruder dạy Dita học, dược tính phát tác khiến Ruder hôn mê bất tỉnh. Nhưng phải sử dụng chất độc này 3 lần mới lên thiên đường. Vì vậy, hôm sau, cô gái lại tìm cơ hội để Ruder ăn. Nhưng Ruder đã phát hiện ra điều kỳ lạ và ném chiếc bát đi vì quá nóng. Cô gái chột dạ, định lấy thêm một bát nhưng lại bị Dita ngăn cản. Cô bé tự vào bếp lấy đồ ăn, đúng lúc gặp Kieran. Kieran chủ động giúp Dita dọn thức ăn. Lúc này, chú Lu gọi Dita. Cô gái trốn bên cạnh gây ra tiếng động nhằm đánh lạc hướng Kieran, rồi bỏ thuốc độc vào trong bát. Dita không hay biết, mang cháo đến cho Ruder ăn. Buổi tối là lễ tế của nhà họ Lu. Cả hai vô tình nhìn thấy cô gái đang nói chuyện cùng một người phụ nữ bí ẩn. Ruder lập tức lao đến, nhưng lại bị người phụ nữ dẫn vào trong rừng. Khi hai người đang truy đuổi, một người phụ nữ dùng gậy đánh Ruder ngất xỉu. Bà ta là mẹ của Ja-san, còn người phụ nữ bị truy đuổi là do bố Lu đóng giả. Bởi vì trước đó bố San đã bị Lu đe phái đi làm việc ở chỗ khác để đưa gói thuốc độc thứ ba cho cô gái. Bố San đã cải trang thành phụ nữ, lẻn vào hiện trường. Sau đó, ông ta đổi lại như ban đầu rồi cõng Ruder về nhà họ Lu. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nói rằng trong người Ruder có độc. Chú Lu hỏi Dita món cuối cùng Ruder ăn trước khi hôn mê là gì. Dita nhớ lại bữa tối mà Kieran chuẩn bị giúp mình. Chú Lu nổi giận, cho rằng Kieran là sao chổi. Nếu không thể đuổi cô đi, vậy thì gả cô cho quản gia. Bảo quản gia sau khi kết hôn thì hãy đưa Kieran về quê. Dita không muốn, nhưng bây giờ không có Ruder làm chỗ dựa, lời nói của cô bé không hề có trọng lượng. Để cô gái sớm lộ bộ mặt thật, Dita đã giải đầy lửa than trong sân. Sau đó gọi cô gái đến và nói rằng trong sách viết rằng tình yêu của mẹ rất vĩ đại. Chỉ cần mẹ đi chân trần trên đống lửa than này thì bệnh tình của con cái sẽ tiêu tan, còn những ngọn lửa than kia sẽ biến thành tro, không bỏng gan bàn chân. Dita lập tức ép cô gái dẫm lên. Cô gái nóng ruột, cuối cùng phải khai ra tất cả mọi chuyện. Bố San thấy âm mưu bị bại lộ, vội vàng mở két sắt lấy tiền bỏ chạy. Chú Lu và những người khác xuất hiện kịp thời, đưa bố San và cô gái đến đồn cảnh sát. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ bố Lu lại dẫn Kieran đến, nói rằng muốn kết hôn với cô ấy. Cô bé 8 tuổi lần đầu tiên đến tháng. Nhìn vết máu trên giường, cô bé khóc lóc cho rằng mình bị bệnh nan y, thế là viết ngay một bức thư tuyệt mệnh, rồi nhờ chị họ gửi cho mẹ xem. Không ngờ Kieran xấu bụng nạt Dita, nói rằng cô bé chảy máu là do bị thần nữ nguyền rủa, bất cứ ai đến gần cô bé đều sẽ chết. Sau đó lại xé thư tuyệt mệnh của Dita rồi ném nó đi. Dita không muốn làm hại người trong gia đình mình, thậm chí còn nghỉ học, ngày nào cũng trốn trong nhà chờ chết. Ruder cảm nhận được sự bất thường của Dita, vừa định bước vào phòng liền thấy Dita sợ hãi lùi về sau. Anh chỉ đành lấy điện thoại chuyên môn của hai người ra liên lạc với cô bé. Mặc dù anh không biết em đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh muốn báo cho em một tin tốt. Em được mời tham gia buổi diễn thuyết về quyền tự do của phụ nữ. Nếu nắm bắt lấy cơ hội này, tương lai em có thể trở thành một người rất giỏi. Nhưng Dita không dám ra ngoài. Cô bé tin những lời Kieran đã nói, cho rằng mình mang lại bất hạnh cho người khác. Ngày tổ chức buổi diễn thuyết, Ruder đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy Dita đến. Về tới nhà, anh thấy Dita đang ăn kem. Ruder nổi trận lôi đình, cho rằng bây giờ cô bé đã biến thành một đứa trẻ hư thiếu hiểu biết. Nhưng sự thật là Kieran muốn giành vị trí nữ chủ nhân từ tay Dita, nên đã cố ý nói với Dita rằng ăn kem sẽ cải thiện được bệnh tình, muốn trì hoãn thời gian hết kinh nguyệt của Dita. Dita ngốc nghếch càng ăn càng đau. Cô bé ngồi trong phòng, vừa cầm ảnh hai người vừa khóc. Ruder ở bên ngoài phòng cũng đang cầm ảnh, muốn hiểu tâm tư của một cô bé 8 tuổi. Lúc này, tấm ảnh rơi xuống đất. Ruder vô tình nhặt được mảnh thư tuyệt mệnh của Dita, nhớ đến những mảnh rèm trong phòng của Dita và rất nhiều bông trên giường. Dita ngây thơ đã sử dụng chúng làm băng vệ sinh. Ruder hiểu ra mọi thứ. Anh muốn tự tát mình mấy cái. Mình thường nói mình hiểu rõ em ấy, nhưng khi em ấy kỳ lạ, tại sao mình lại không nghĩ đến chuyện này? Lúc này, Dita đang trốn trong tủ. Cô bé nghĩ nếu mình trốn đi thì sẽ không gây nguy hiểm cho gia đình. Ruder cẩn thận bước đến gần tủ. Anh nói với Dita rằng tháng nào con gái cũng sẽ bị chảy máu. Điều này chứng tỏ em đang phát triển, không phải là bị nguyền rủa. Xin lỗi vì anh đã không phổ cập sớm cho em. Nếu em tin anh sẽ giúp em giải quyết mọi vấn đề. Dita bán tín bán nghi mở tủ ra ngoài. Ruder xoa đầu cô bé. Bé cưng nhà mình vất vả rồi. Dita nhào vào lòng Ruder. Sau khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay Dita, Ruder nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô bé. Nỗi đau trên cánh tay và trái tim đã được thổi bay. Dưới sự an ủi của người thân cận với mình, Dita nói với Ruder vì máu chảy không ngừng nên cô bé không thể đi ra ngoài. Ruder tự tin nói với cô bé, mình sẽ tìm một giải pháp tốt. Thế là anh bắt đầu kiểm tra từng chất vải, xem cái nào thấm nước tốt. Sau đó lệnh cho người hầu gái khâu bông vào trong.
Vài ngày sau, anh cho Dita xem thành phẩm và nói với cô rằng nếu có chỗ nào không thoải mái, hãy nói với anh. Lúc này, cả hai nghe thấy tiếng chú Lu ngoài cửa. Ruder vội vàng nét băng vệ sinh vào túi quần. Dita cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải anh đã nói rằng kinh nguyệt không phải chuyện đáng xấu hổ mà. Sao anh lại giấu giếm giếm chú Lu? Ruder nói với Dita. Xã hội ngày này có quá nhiều lời ác ý về kinh nguyệt. Bây giờ chúng ta chưa thể thuyết phục chú Ly hiểu điều này. Chỉ có thể đợi đến sau rồi hắn nói. Chú Lu bấy giờ đã mỉm cười cầm thuốc bổ đi vào trong phòng. Mấy hôm trước, con dâu yêu quý bị ốm, làm chú vô cùng đau lòng. Dita thấy băng vệ sinh, lộ ra ngoài. Cô bé vội vàng nháy mắt với Red. Ruder ngầm hiểu, vội vàng đút tay vào trong túi. Đây là bí mật nho nhỏ giữa hai người. Dường như điều này cũng biểu thị rằng Dita không còn là một cô bé nữa. Nhớ like và follow nhé. Các tập sau sẽ càng hấp dẫn.